Amway Việt Nam, thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp, được tạp chí HR Asia vinh danh là nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023 và lần đầu tiên chứng nhận toàn cầu nơi làm việc xuất sắc 2024. Trong suốt 16 năm hoạt động tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Amway Việt Nam luôn được đánh giá là doanh nghiệp có văn hóa và môi trường làm việc đa dạng, công bằng, hòa nhập, lấy con người làm trọng tâm để tạo ra các chiến lược thu hút, phát triển và gắn kết nhân tài thông qua những trải nghiệm khỏe mạnh và hạnh phúc. Tầm nhìn chiến lược của tập đoàn Amway là giúp cho mọi người sống khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Amway Việt Nam luôn tạo cơ hội và hỗ trợ nhân viên thực hiện kế hoạch và mục tiêu phát triển năng lực cá nhân, chủ động học tập thông qua các nền tảng học trực tiếp và trực tuyến. Song song với chương trình phát triển cá nhân là các chương trình phát triển nhân tài, xây dựng đội ngũ lực lượng lãnh đạo kế thừa nhằm giúp nhân viên có được cơ hội thăng tiến và phát triển trong nghề nghiệp của mình. Và bên cạnh đó, mỗi nhân viên đều được khuyến khích tham gia trải nghiệm các hành trình và hoạt động sống khỏe mạnh hạnh phúc, được hỗ trợ các chương trình phúc lợi chăm sóc sức khỏe toàn diện từ thể chất đến tinh thần cho nhân viên và người thân của mình. Mình tự hào khi mà được làm việc trong cái môi trường đa dạng, hòa nhập và hỗ trợ nhân viên tham gia vào cái hành trình sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Bên cạnh đó, tại Amway thì mình cảm nhận được sự cởi mở, hỗ trợ hướng dẫn từ các anh chị cấp quản lý, ban lãnh đạo nhằm giúp cho nhân viên hoàn thành tốt cái mục tiêu công việc của mình cũng như là đạt được những cái mục tiêu phát triển năng lực cá nhân. Với những nỗ lực từ ban giám đốc công ty cũng như sự đóng góp to lớn từ nhân viên, Amway Việt Nam đã đạt được kết quả ấn tượng về chỉ số gắn kết của nhân viên tăng trưởng bền vững qua các năm, từ 91% năm 2020 lên 95% trong năm 2024. Với Amway, môi trường làm việc tốt chính là nền tảng giúp người lao động phát triển xuất sắc và cũng là chìa khóa đưa doanh nghiệp phát triển vượt bậc.